câu cá sấu. Đang cho cá sấu ăn, cá sấu ăn vui chưa? Đang thả một người, đang thả mồi xuống, đây đang thả mồi xuống. Xem nha, tốc độ đớp của nó nha, đấy, nó ngóc đầu lên liền. Đấy, đang thả mồi xuống, đấy. Coi nào. Úi dồi. Úi dồi. Ôi, nó đớp rồi. Nó rất là nhanh. Nó nhanh lắm, mình không rút kịp luôn. Tốc độ của nó rất là nhanh luôn, quý vị. Đây. Úi, đớp. Còn một mất rồi, vẫn là rút được vẫn còn. Tốc độ của nó rất là nhanh. Tốc độ cá sấu rất là nhanh luôn. Giờ 3-4 cái thả xuống nó hết rồi, chỉ còn một cái nữa thôi. Giờ không dám hạ xuống là nó sẽ ăn mất. Đang nghiên cứu xem làm sao để nó đớp mà nó không trúng mồi. Xem video hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ ngắm những chú cá sấu nhé. Đây là cá sấu đang nằm phơi nắng. Cá sấu này là cá sấu. Rất là nhiều quý vị. Bên này đang nằm đầy, bên này tắt máy đi. Tắt ấy đi, tắt chuông.
tắt thì quay lại, lần sau họ gọi tắt thì đây, chụp ảnh em cá sấu em. Đây chúng ta sẽ đi thăm khu cá sấu để mình tìm một cái chỗ cho nó rõ nét hơn để quay cho quý vị các bạn xem. Cá sấu rất là nhiều, vấn đề là mình phải tìm cái góc quay để cho nó rõ hơn. Tóc này nó hơi bị khó quay. Đây rồi, đây đây đang nằm há mồm như kiểu mà cá giả này, cá thật mà nó nằm nó há mồm như là cá giả này. Đấy, hay không, mồm nó màu nó chạy xuống nước, còn này nó chạy xuống bơi luôn rồi, mồm nó màu nó không có đỏ như kiểu mà mồm nó trắng trắng giống như cá giả. Đây đây, chỗ của con đang há mồm đấy, đang há mồm đấy. Rất nhiều nằm đầy thôi. Để mình đi trên kia xem có đi được không. Để trên này xem có đi không. Hôm mơ thì lấy cái áo chùi trên cái ống kính nhé. Trên này có đường vào không? Không biết là có đường có lên được không. Nên được quay cho mọi người xem. Đây phải lên được, không biết được không. Ui, sao ong rùa gì này lắm ấy. Đây, chỗ này nào vào được. À, người ta cho vào. Đây, nó nằm nó hạ mồm hay nhỉ, cái mồm của nó màu trắng, bên trong nó trắng giống như kiểu cá giả nhỉ. Ủa, con đang đi, đi buồn cười không? Đi như kiểu con rồng đất. Đây đây trên này mà. Đây mấy con này đang bơi. Trời rất nắng mà nó cũng ra ngoài nắng. Bơi luôn. Sức đề kháng của bọn này rất là mạnh. Có một con giống như mắc mồm ở đây luôn sao vậy? Có cái dây nó mồm nó rất là bị mắc vậy. Đang bơi dưới nha, đang bơi dưới hồ kìa. Cá sấu rất là nhiều, nhưng mà đợt này cá không to lắm, đợt trước có nhiều con to bị sổng ra, đợt lũ lụt nào đó bị sổng ra, báo chí đang đến lắm. Huy động lực lượng đi bắt và tiêu diệt. Loại này nó vừa phải, nó đỡ lớn, nó to mà nó sống ở ngoài thì không. Đau đau kìa, đau kệ nó mình. Cá nhiều quá, đau đau. Ơi, cá sấu đang nằm phơi nắng này. Con này khá là to nhưng mà cũng chưa to lắm. Đấy, một con đang bò lên, là quay cảnh nó bò lên này, đạo này. Đấy, quay cảnh đang bò lên kìa. Trời. Đúng. Nằm há mồm. Giờ này hết giờ cho ăn mà. Giờ này là chúng ta thấy cảnh cho nó ăn. Ngoài kia cá nhiều không, cá sấu ngoài kia đầy, ngoài kia
ngoài đảo kìa, ngoài đảo kìa, đó, bạt ngàn ngoài kìa, thấy không? Lúc mấy ra đó có con đang bò ngoài, con đang bò đấy to đấy, kiếp, đây nó đang bơi, đây nó đang bơi vào đấy này. Chân lên giống như con ếch, giống như con ếch, giống như con ếch, giống như con ếch đang bị mồi. Đấy rồi mình chạm chạm dưới đất luôn. La
liệt. Rất là nhiều luôn. Hôm nào đi. Giờ cho ăn mà sẽ làm một cái video đây đang bơi quý vị, đang bơi. Đang bơi 400 là mím nó chỉ ngoe ngoẩy cái đuôi, 400 nó nằm im, bây giờ nó nằm im, nó không có bơi nữa. Nó nổi như con ếch, ai đã xem ếch nó nổi trên ao nó nằm như con này thôi. Quay không đây là thôi đó, cẩn thận không rơi máy không đấy là thôi đó. thôi đây cẩn thận lùi cái chai đi, rơi không đấy không lấy được đâu, rơi xuống nước luôn đấy. Vừa nước vừa cá này thôi khỏi lấy đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông mà có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.